Dạ vâng, chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Yêu Cây. Chúng ta lại tiếp tục trở lại với vườn cây cảnh Tân Triều và lại giao lưu với lại chú Vũ Minh Châu. Và trong cái thời gian vừa rồi thì bản thân em cũng như là cộng đồng Yêu Cây đang theo dõi rất sát với lại tác phẩm của bạn Tùng Lâm Triều Khúc. Cháu chào chú ạ. Rồi, chú chào và Lê Thọ, chào khán giả Yêu Cây nhá. Chào bạn nhá. Xin chào tất cả các anh em ở kênh Yêu Cây. Ở video này chúng ta vừa được giao lưu với lại chú Vũ Minh Châu, nghệ nhân tạo tác cây và cả chủ cây nữa. Chú Châu ơi, trong từ buổi sáng đến bây giờ gọi là đến 12 giờ rồi chú ạ. Cháu ngắm cây này thì cháu có một điều rất là thắc mắc muốn hỏi trực tiếp chú. Chú ơi, bình thường như bọn cháu đọc sách hay là đi xem rất nhiều cây chú ạ. Bình thường là các nghệ nhân làm cây, kể cả từ ngày xưa các cụ làm cây ấy, là kể cả từ cổ xưa là các cụ phân ra là mặt chính mặt phụ. Trong cây là có mặt chính mặt phụ, đây là mặt nào xem chính, mặt nào xem phụ, có điểm âm điểm dương. Nhưng mà khi mà ngắm kỹ cái tác phẩm chú đang tạo tác này cho bạn Tùng Lâm Triều Khúc ấy, thì cháu thấy rằng là cháu đi quanh bốn mặt thì bốn mặt đều có thể coi được là mặt chính, bởi vì mỗi một cái mặt nó lại có những cái điểm khác và điểm rất là muốn ngắm, và thực sự là nó nhìn ngắm vào mỗi mặt nó khác nhau. Ví dụ như là cái mặt này này lại là một cái hình thể khác này. Đấy, từ cái phần tác phẩm đá chú làm với lại cả phần thân cây trên mình diễn, nhưng cái mặt đối diện lại khác và hai mặt hai bên thì cũng khác. Thì cháu thấy là mỗi một mặt thì cái cây này nó lại có những cái điểm diễn, thì cháu hỏi chú là so với lại cái cách làm thông thường, cách làm cũ và cái cây nó thường là có mặt chính mặt phụ, thì chú có thể chia sẻ với anh em về cái cách nhìn, cách tư duy chú về cái tác phẩm này không? Cái cây mà mặt chính mặt phụ ấy, vâng, thì riêng đối với cá nhân của chú ấy, trong một cái tác phẩm, vâng, mà cái tư duy mà cây mặt chính mặt phụ đấy là tư duy bị cũ rồi cháu ạ. Tư duy vâng. Cũ rồi. Còn đến cái thời này là một tác phẩm muốn đạt được đến đỉnh cao là cây phải đạt được đẹp tứ diện thì đấy mới là quan trọng. Vâng. Đấy là cái đích của mọi người chơi cây, phải lên vươn tới cái đấy. Cái gì thiếu thì phải học, chứ không thể là mặt chơi và mặt không chơi, và mặt chính mà mặt phụ không có. Riêng quan điểm của chú là mặt nào phải đẹp, mặt nào phải đẹp, không đẹp thì sửa cho bằng đẹp thôi. Vâng. Khả năng mình không làm được thì thuê người làm cái bằng đẹp rồi chơi thì nó mới sướng chứ ạ. Chứ còn khả năng mà cái cây của mình làm đẹp được như thế mà không làm xong cứ bảo thủ thì cái đấy là cái tư duy là nó sẽ bị lùn đi. Nhưng quan điểm của chú là tư diện phải đẹp. Bởi vì cháu khi mà ngắm cái tác phẩm này chú đang làm, thì cháu thấy cả về phần đá và phần thân cái mặt nào nó cũng có thể coi là chính. Mỗi một mặt đẹp một kiểu. Vâng. Mà cố gắng trong những tác phẩm của thế hệ sau là làm sao nó phải đẹp hàng cm ấy. Dạ. Đấy, thì đấy mới đạt được những đỉnh cao của nghệ thuật được. Mọi người chơi cây là phải lên lấy cái đấy làm cái đích mà để vươn tới. Chứ không riêng gì ai. Mỗi mặt đâu là chính đâu là phụ. À. Mặt nắng đẹp, cho chọn. Cái mặt này thì có thể là coi là vị ba thân này có thể mặt coi là phần phu thê đúng nhỉ? Rồi. Phu thê và có một tử, cái người tử gắn vào người cha. Đấy. Tức là người con cùng họ với cha nên gắn vào người cha. Đấy. Và cái góc này chẳng hạn như góc này này thì nó lại là cái song thụ này, mà nó lệch cốt nhau rất là đẹp nhé. Đây này, nó lệch cốt này, so le nhau này. Mà nó không làm cho cây bị rời rạc ra, bởi vì nó qua đây nó lối qua đây một cái kèo. Đúng rồi. Đấy, nó lối sang một cái kèo rất là đẹp. Thế nên là ý cháu nói là cái mặt này thì giống dáng phu thê hơn. Đấy, đấy. Để như này không rời rạc. Từ ăn nhập từ lét đá đến lét cây, nó ăn nhập nhau nó khăng khít cháu ạ. Còn cái phần đá này thì cái phần này cháu thấy là giống thần Kim Quy đúng không? Đó, cụ rùa đúng không ạ? Chú cứ tưởng tượng nhưng mà
chẳng biết nó giống cái gì nhưng mà chú thấy cái lát đá này chú thích mà chú cứ làm cho ngẫu hứng nhé. Còn đối với cái đây là có thể bây giờ hiện tại so với cái chậu cháu có tạm gọi là cái mặt bên. Cái phần mặt bên này thì cháu lại nhìn thấy là cây trực hoành. Rồi. Đúng không? Rồi. Đấy. Đúng, mỗi cây mỗi một góc. Đấy là từ một con tử mà chuyển sang cái góc nhìn cái là thành cây trực hoành quý vị ạ. Đúng rồi. Đấy. Mà toàn bộ là lắp ráp đấy. Vâng. Giữa nó ra lắp ráp lại đấy. Đấy mới đẹp. Đẹp không? Đấy cháu nhìn thì hang hốc rất là đẹp nhá. Đây là một thân trực hoành quá đẹp luôn. Chỉ tiếc cái là cái bãi đá cũ của nó là nó nhiều chất liệu đá quá, đâm ra nó không được đồng nét cho lắm. Chứ còn nếu như nó cùng một chất liệu đá như cây khổng tước ấy thì chú làm này thì đẹp lắm. Đây cháu quay ra cái mặt này thì cháu nghĩ là đây là một cây ba thân chuẩn chỉ, đúng không? Có một cây trực này, có một cây hoành này, có một cây dáng xiên này. Riêng trong cái dáng ba thân này, nếu như mà cái dáng ba thân này ấy là rất là đẹp, nhưng cái khuyết điểm nhất của cái dáng ba thân này là mặt trước đẹp mặt sau bị liệt. À, ông làm thế nào, ông dùng các thủ pháp nào ông làm để giữ được cái mặt liệt đấy. Nhưng mà ví dụ như cây này là nó mặt sau nó không bị liệt đúng không? Đấy thì chú đã biết, chú đã chữa cái đấy đấy. Vâng. Chú đã chữa như vậy cái đi rồi đấy. Và chú ơi, cái riêng cái đang thuốc chữa riêng cái phần ví dụ cái phần đá mà chú làm nhá. Rồi. Ở cái mặt bên kia thì cái đầu dưới kia nó là một cái đầu rùa đúng không? Nhưng nhìn ở mặt bên này thì nó lại là đuôi của một cái con thiềm thừ đúng không? Đây thì trước ở phần này lại phần là phần đuôi, nhưng nhìn mặt bên này thì đây lại đầu. Đây quý vị này, chúng ta nhìn kỹ này. Đấy, như cụ thiềm thừ ba chân. Cái tính chú làm chú hay cho nó thích, chú thích nó ẩn hiện này mà. Vâng. Đấy, đây là cây có bị khô cứng thân. Đấy, đây chúng ta sang mặt này. Mà riêng quan điểm của chú trong cái cây nghệ thuật này là chả phải cái gì cả, nhưng mà cứ phải là đẹp. Vâng. Chứ nhiều lúc trong cái cây này nhiều anh em hoặc là mọi người cứ phải thế lọ phải thế chai ấy, chú thấy nó không hợp lý lắm. Đúng rồi. Ông muốn làm mình biết là sao, miễn là nó đẹp, miễn là đẹp nó được. Vâng. Cháu được theo chú Châu một thời gian rồi, nhưng bây giờ cũng bắt đầu là cảm nhận được cái nghệ thuật chú, cũng như là cái tư duy làm như nào làm biết là đẹp, muốn làm nào làm đẹp, chứ còn cứ phải lọ phải chai rồi cãi nhau mệt người lắm cháu ạ. Vâng. Biết làm sao đẹp thế thôi. Đấy, hôm nay chúng ta được nghe thì đấy là chuẩn nhất, chú Vũ Minh Châu chia sẻ về cái tư duy, những cái vẻ đẹp, và đặc biệt là được ngắm cái tác phẩm của bạn Tùng Lâm Triều Khúc. Nhà vào bình luận xem cây này cần phải chỉnh sửa gì nữa không nhá, để nhờ nghệ nhân Châu chỉnh sửa cả thể. Tức là hiện tại là nghệ nhân đang làm đúng không? Đến, đến lúc phủ vào thì lại, đôi khi anh em không nhìn thấy. Đây, cái phần đá đẹp quá. Cháu nhận đi ra đây thoáng nhỉ, dễ nhìn. Chú cho cháu nhờ tí này. Có bạn thợ truyền thông đến cái nó ra tầm luôn, đứng góc trong kia nó. Okay. Cháu xin cảm ơn chú Châu đã bớt chút thời gian giao lưu và chia sẻ với kênh Yêu Cây. Xin gửi lời chúc mừng đến bạn Tùng Lâm Triều Khúc đã có một cái tác phẩm chính thức trình làng, chính thức trình làng cây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Em sẽ tiếp tục theo dõi cái sự quá trình phát triển của cây này, cũng như là cái quá trình mà chú Châu tiếp tục đến khi hoàn thiện tác phẩm này để truyền tải tới quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Cháu chào chú ạ. Rồi, chú chào Lê Thọ. Chào bác. Chào anh em mọi người nhé. Anh em ở kênh Yêu Cây nhé.